Rồi sáng nay ăn trứng gà chiên với lại sú. Có cà chua hôm nay nữa. Mấy cây rau muống biển để dành á, có thể về ăn hết mẹ luôn rồi. Còn lại mấy cái lá nhỏ, còn mấy lá bự bị ăn sạch đó luôn. Dở gốc luôn nè. Không còn một cái lá bự nào, toàn là lá chút chút không. Rồi vô ăn cơm á.